Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, em là Kim Châu, là chuyên viên tư vấn bất động sản tại khu vực Nha Trang, Khánh Hòa. Hôm nay Châu muốn giới thiệu đến các anh chị về một video clip rất là hữu ích về cụm khu dân cư mà bên Châu sắp mở bán, đó là khu dân cư Diễn An. Và bây giờ thì trong nội dung phần video clip này, Châu sẽ giới thiệu về ba nội dung chính. Thứ nhất là về đường đi từ trung tâm thành phố Nha Trang đi đến cụm khu dân cư Diễn An. Thứ hai đó là các tiện ích xung quanh cụm khu dân cư này. Và thứ ba là quy hoạch tổng thể của cụm khu dân cư Diễn An. Sau đây thì xin mời các anh chị hãy cùng đi theo Châu nhé. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các anh chị về vị trí của khu dân cư Diễn An, đi từ vị trí trung tâm thành phố Nha Trang cách bao nhiêu km. Xin mời các anh chị cùng đi theo em. Và ở đây là theo cái cụm nhỏ em chỉ đây, tháp Trầm Hương Nha Trang. Sẽ bắt đầu đo khoảng cách đến khu dân cư Diễn An nha các anh chị. Đây là vị trí đất. Dạ, đây ạ. Đây là 9,16 km, tương đương với 5,69 dặm. Khoảng cách là đi 10 phút, cách trung tâm thành phố Nha Trang 10 phút nha các anh chị. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu cho các anh chị về các tiện ích trong vòng bán kính 1 đến 1,5 km. Đây. Ở đây thì hình này là em đã thiết kế lại giúp anh chị có thể hình dung rõ ràng hơn. Ở đây là vị trí lô đất của bên em, cách đường Võ Nguyên Giáp. Đây là đại lộ Võ Nguyên Giáp, 800m. Và trong vòng bán kính từ 500m tới 1km thì đầy đủ các tiện ích dân sinh, gồm có trường mầm non, trường trung học Diễn An, trường trung học cơ sở Trần Nhân Tôn. Thì vì thời gian di chuyển có từ 3 đến 4 phút thôi, rất là thuận tiện. Nếu anh chị có thể an cư ở khu vực này thì thời gian đưa đón con không tốn quá nhiều thời gian cho các anh chị. Và gần đây thì có cái con đường lớn gần cái khu vực đất. Thứ nhất đó chính là đại lộ Võ Nguyên Giáp. Thứ hai là tuyến tránh quốc lộ 1A và đường quốc lộ 1A. Ở đây trong tương lai gần có quy hoạch các bến xe liên tỉnh và chợ đầu mối, giúp làm tăng giá trị đất của khu vực này. Và các anh chị muốn đi chợ hay là muốn đi, cũng có hai ngôi chợ lớn, đó chính là chợ Diễn An cách 5 phút và chợ Thành là cách 7 phút. Ngoài ra thì các anh chị có đi thẳng trực tiếp về trung tâm thành phố Nha Trang, đi siêu thị Cấp Mắt cũng rất là thuận tiện. Em sẽ chia sẻ tiếp đến các anh chị về quy hoạch của vị trí đất ở đây nhé. Đây, đây là sơ đồ quy hoạch. Đây là vị trí đất của bên mình. Đây, ở đây là đại lộ Võ Nguyên Giáp này anh chị. Đây, đây là vị trí đất. Đây là đường mình đi vào đất, là đường Hồ Ninh. Thì kế bên cụm đất của mình có các con đường quy hoạch 30m, thì tương lai sẽ kết nối khu vực này rất là thuận tiện. Ngoài ra thì ở phía sau của cụm đất có một cái khu quy hoạch khu công nghiệp công nghệ cao, sẽ thu hút được một lượng công nhân cũng như là các chuyên gia về đây làm việc. Nếu mà chúng ta mua để ở rất là phù hợp vì gần thành phố Nha Trang, hoặc là các anh chị mua đầu tư để sau này có thể bán lại cho những người có làm việc tại khu công nghiệp công nghệ cao này. Và các anh chị cũng thể thấy ở khu vực của chúng ta đó là quy hoạch đất ở là màu hồng và là đất ở nông thôn. Và trong tương lai Nha Trang sẽ lên thành phố trực thuộc trung ương và xã Diễn An này sẽ sáp nhập vào thành một phường của thành phố Nha Trang. Chính vì thế là ở đây sẽ được lên thành phường và trở thành đất ở đô thị, là khi thay đổi đơn vị hành chính thì giá ở khu vực này sẽ tăng cao. Đó là một điều chúng ta nên lựa chọn cân nhắc để đầu tư tại khu vực này. Đây là bản đồ quy hoạch, màu hồng là đất ở thổ cư. Đây, ở đây là đường Võ Nguyên Giáp này các anh chị. Ở đây là bến xe phía nam chợ đầu mối. Đây là quốc lộ 1A. Ở đây tuyến tránh của quốc lộ 1A và có con đường sắt. Giao thông ở đây kết nối thuận tiện, vị trí đắc địa, giá tốt so với khu vực trung tâm thành phố Nha Trang. Xin chào các anh chị, hẹn các anh chị ở các video clip tiếp theo nhé. Cảm ơn các anh chị đã xem hết phần video. Các anh chị nhớ bấm like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video từ Châu nha.